Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề gì nhỉ? À, trước tiên mình có một câu đố dành cho các bạn đây nhé. Đố các bạn biết giải thưởng Nobel là giải thưởng gì? Chà, có vẻ khó đây. Có thể rất nhiều bạn đã từng nghe đến giải thưởng này rồi, nhưng vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn kiến thức về nó đúng không nào? Theo tôi được biết thì giải thưởng Nobel là một giải thưởng vô cùng cao quý, chỉ được trao tặng cho những phát minh có đóng góp lớn lao đến sự phát triển của nhân loại thôi. Giải Nobel này được trao tặng cho hầu hết các lĩnh vực như văn học, hóa học, vật lý, thế nhưng lại không hề có giải Nobel cho toán học đâu nhé. Ơ, sao lại như vậy? Đừng vội, để đi tìm hiểu kỹ hơn về giải thưởng to lớn này, cũng như việc vì sao lại không có giải Nobel toán học. Các bạn hãy nhớ xem thật kỹ video và đừng bỏ sót một giây nào nhé. Bắt đầu thôi! Nobel là ai? Giải Nobel có từ bao giờ? Andres Benja Nobel, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1833, mất ngày 10 tháng 12 năm 1896, là một nhà hóa học, một nhà kỹ nghệ, người có hơn 350 phát minh, trong đó nổi bật nhất là thuốc nổ và là một triệu phú người Thụy Điển. Trước khi mất đi, Nobel đã để lại 94% tài sản của mình, khoảng hơn 200 triệu đô la Mỹ để làm giải thưởng về các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học và hòa bình. Được quản lý bởi quỹ Nobel, cho tới nay tài sản để lại của Nobel đã được sinh sôi, nảy nở lên tới hơn 500 triệu đô la Mỹ. Mỗi người khi được trao giải Nobel sẽ được nhận một huy chương bằng vàng thật, bằng chứng nhận và số tiền trên 1 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong di chúc của ông để lại, giải Nobel không hề được trao cho lĩnh vực toán học. Để trả lời cho câu hỏi này, nhiều người đã bắt tay vào nghiên cứu và đặt ra được 3 giả thuyết cơ bản. Giả thuyết đầu tiên cũng là giả thuyết dễ thấy nhất ở khắp mọi nơi, là do người tình của Nobel đã bỏ ông đi theo một nhà toán học danh tiếng. Bạn gái mình tự dưng bỏ đi theo thằng khác, mà mình còn đi trao giải cho nó, thì coi có bị khùng không cơ chứ. Do bị cảm thấy xúc phạm về tự trọng và tình cảm, Nobel quyết định không bao giờ để lại cho lĩnh vực toán học một xu nào. Tuy nhiên, đã gọi là giả thuyết thì chẳng có bằng chứng nào cụ thể để chứng minh cả. Một nguồn tin xác thực cho biết, trong cuộc đời của Alfred Nobel có 3 người phụ nữ đặc biệt. Người đầu tiên là Alexandra, người đã từ chối lời cầu hôn của Nobel. Người thứ hai là Betta Kinsky, thư ký của Nobel, người đã quyết định cưới bạn trai cũ của mình. Người thứ ba là Sophie Hess, có quan hệ với Nobel trong suốt 18 năm, nhưng không có một cam kết hôn nhân nào giữa hai người. 3 người phụ nữ trên đều không có liên quan đến nhà toán học nào cả, và Nobel cũng không hề kết hôn với ai. Thôi cũng gọi là đen tình, nhưng lại rất đỏ trong nghiên cứu khoa học. Giả sử nếu Nobel kết hôn với một người phụ nữ, thì biết đâu lại chẳng có giải Nobel như ngày nay nữa ấy chứ. Vậy còn giả thuyết thứ hai thì sao? Giả thuyết thứ hai nghe đơn giản hơn giả thuyết thứ nhất. Đó là ông có xích mích với một nhà toán học tên là Gösta Mittag Bleibler, người sáng lập ra tạp chí toán học danh tiếng Astra Mathematica và đóng vai trò quan trọng trong toán học. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng giả thuyết này cũng không thực sự khả quan. Bởi lẽ xét về thời gian, hai người dường như không có một mối liên hệ nào để có thể xảy ra xích mích. Vậy còn giả thuyết thứ ba? Giả thuyết thứ ba, nhiều người tin rằng ông không trao giải cho môn toán vì Nobel vốn chẳng quan tâm tới môn này. Về giả thuyết này thì cá nhân tôi thấy hoàn toàn chấp nhận được. Không thích thì không trao thế thôi, có gì đâu mà phải suy nghĩ nhiều nhé. Vật lý và hóa học là hai bộ môn Nobel nghiên cứu rất nhiều. Văn học thì là sở thích của ông. Y học cũng là một ngành mà Nobel nhìn nhận sẽ giúp ích được cho thế giới sau này rất nhiều. Còn riêng với toán học, có lẽ Nobel cảm thấy ngoài tính toán ra thì không có công dụng gì khác nên quyết định gạch tên lĩnh vực này ở trong bản di chúc của mình. Vâng, riêng tôi thì cảm thấy đồng tình với bác Nobel cả hai tay hai chân luôn. Ngày xưa tôi cũng nghĩ toán học ngoài việc tính toán cộng trừ nhân chia thì đâu giúp được gì khác. Không lẽ giờ đi mua mớ rau mà bà bán rau lại bắt bạn ngồi tính hàm bậc 2 hay sao?
Như vậy, với những lý do khiến giải Nobel không được trao cho toán học mà tôi đưa ra ở trên, bạn thấy lý do nào hợp lý nhất? Mau mau bình luận bên dưới để tôi được biết nha! Thời lượng video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video của tụi mình, hãy nhấn like và đừng quên tặng một subscribe cho kênh Tri Thức Quanh Ta nhé! Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại!